thêm cho quân ta một sức mạnh vô địch. Đây là một thành công rất lớn. Số 5, tập kích sân bay Cát Bi Gia Lâm, phá hủy hàng chục máy bay của địch. Hải tù binh, chúng đi lốc nhốc, từ đầu đến chân mang toàn đồ Mỹ, thậm chí cái xác gầy nhom của chúng cũng... Đúng như đã hẹn, các chiến sĩ Điện Biên Phủ trở về thủ đô giữa mùa hè dân tộc Việt Nam, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng.